Kim Hee, bà cả chuyên trị phim ngoại tình với cuộc hôn nhân đáng kinh ngạc. Gây bất ngờ lớn ngay từ thời điểm lên sóng, phim 19 cộng Thế giới hôn nhân vụt lên trở thành hiện tượng trending trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn với tốc độ chưa từng có và chính thức trở thành vua đài cáp chỉ sau 3/4 chặng đường. Thành công của bộ phim chủ yếu đến từ nội dung kịch tính và màn nhập vai quá thuyết phục của nữ chính Kim Hee. Bà cả năm nay thực tế đã 53 tuổi, là một tên tuổi lớn của làng truyền hình Hàn Quốc với sự nghiệp rực rỡ trong suốt hơn 30 năm diễn xuất. Số lần thắng đe sang đáng kinh ngạc. Kim Hee sinh năm 1967 và bắt đầu diễn xuất từ năm 16 tuổi. Vừa tròn 20, năng lực diễn xuất của cô đã được công nhận với giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại Busan danh giá nhờ phim truyền hình Trái tim đàn bà. Ở tuổi 23, nữ diễn viên có đe sang giải danh giá nhất của mỗi lễ trao giải, đầu tiên tại MBC Drama Awards với Bên kỳ dãy núi. Có thể nói, nữ diễn viên đã có những bước đầu sự nghiệp ấn tượng hơn hẳn các diễn viên khác. Chỉ sau hơn một năm, Kim Hee tiếp tục có chiến thắng vang dội với đề sang kép tại MBC Drama Awards và bá sang danh giá với Con trai con gái. Bộ phim tâm lý gia đình lên sóng năm 1992 này kết thúc với rating cực khủng 61.1% và hiện đứng thứ 7 trong danh sách phim Hàn có rating cao nhất mọi thời đại. Sau cú hit vang dội với Con trai con gái, Kim Hee tiếp tục đóng phim đều đặn, nhưng trong nhiều năm không có tác phẩm nào vượt qua được cái bóng quá lớn của bộ phim. Phải đến năm 2003, cô mới lần nữa lấy lại hào quang với hai dự án truyền hình ăn khách liên tiếp là Người vợ và Tình yêu hoàn mỹ. Trong Wife, nữ diễn viên vào vai một người vợ có chồng mất tích, rồi đột nhiên xuất hiện lại với một gia đình mới và quên đi quá khứ. Còn với Perfect Love, cô lấy đi nước mắt của khán giả trong vai người phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Wife giúp cô thắng nữ diễn viên xuất sắc tại Busan và Perfect Love bổ sung thêm một đe sang chỉ một năm sau đó. Ảnh hậu đinh đám lấy Bill Gates Hàn Quốc. Nếu trong Thế giới hôn nhân, vai diễn Ji Sung-woo của Kim Hee là một phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại có hôn nhân đáng buồn bên người chồng ngoại tình, thì ở đời thực, cuộc sống của Minh Tinh sinh năm 1967 lại rất trọn vẹn. Đằng sau ánh hào quang chói lóa của một ảnh hậu khét tiếng là giải trí, là một hình ảnh một người phụ nữ hạnh phúc bên người chồng giỏi giang, bản lĩnh và hai quý tử ngày một trưởng thành. Cuối năm 2013, khi tham gia show thực tế Sister Over Flowers của đài TVN, nữ diễn viên 53 tuổi không ngần ngại tiết lộ chuyện tình với ông xã doanh nhân Lee Chang-jin. Minh tinh phim Secret Club Express kể cô quen biết chồng thông qua sự giới thiệu của anh rể. Ba mẹ hai con thừa nhận trong lần đầu gặp gỡ, cô không ấn tượng lắm với doanh nhân công nghệ họ Lee với anh sở hữu ngoại hình không được bắt mắt và cách ăn mặc có phần xoay xoa. Tôi gặp anh ấy vào một ngày mưa, đế giày của chồng tôi khi ấy bị bong ra và đôi tất bên trong ướt sũng. Tôi đã có chút thương cảm, ngôi sao U60 tiết lộ. 3 tháng sau khi yêu nhau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng bằng đám cưới hoành tráng vào tháng 9 năm 1996 với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng và chính trị gia quyền lực tại Hàn Quốc. Họ lần lượt đón hai con trai và cùng nhau giữ lửa hôn nhân. Thông tin về chồng Minh Tinh nhà quay trời cũng khiến nhiều người choáng ngợp như khi chiêm ngưỡng gia tài điện ảnh đồ sộ và bộ sưu tập giải thưởng danh giá của cô. Lee Chang-jin sinh năm 1965, ông tốt nghiệp khoa cơ khí tại Đại học Quốc gia Seoul và là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ thông tin. Sau khi ra trường, doanh nhân họ Lee đã thành lập công ty phần mềm Hangul & Computer Corporation. Chính ông là người soạn thảo ra phần mềm ngôn ngữ tiếng Hàn Hangul và được sử dụng rộng rãi tại xứ sở của Sâm. Lee Chang-jin được mệnh danh là Bill Gates Hàn Quốc và hiện đảm nhiệm chức giám đốc điều hành tại công ty công nghệ Fortis, cùng chồng vượt qua khủng hoảng tài sản. Dù khiến nhiều người ngưỡng mộ với gia đình êm ấm, Kim Hee vẫn luôn nhắc rằng cuộc sống hôn nhân của cô không chỉ toàn hạnh phúc mà vẫn có lúc khó khăn, thăng trầm. Năm 1998, công ty của Lee Chang-jin phá sản. Lúc này, Kim Hee vừa sinh con đầu lòng chưa được bao lâu. Bất chấp những khó khăn chồng chất, mỹ nhân nước tiếng một thời vẫn ở bên động viên, ủng hộ, san sẻ áp lực cùng chồng. Nhờ sự đồng hành của người vợ Tào Khang, doanh nhân gốc Incheon nhanh chóng vượt dậy, xây dựng lại cơ đồ và gặt hái được thành công với doanh nghiệp mới mang tên Dreamweezy trước khi trở thành giám đốc điều hành của Fortis như hiện tại. Trong nhiều bài phát biểu của mình, ông không quên dành lời tri ân đặc biệt đến bà xã nổi tiếng. Nữ diễn viên nàng thơ của ngày hôm qua và ông xã giàu có quyền lực cũng không ít lần vướng tin đồn đổ vỡ. Theo tờ Joshua Nibo, năm 2007, Minh Tinh hàng đầu xứ Hàn được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với bạn diễn trong phim Người tình của chồng tôi và đang ly thân. Đáp lại những đồn thổi, phía Kim Hee cho biết đây là thông tin vô căn cứ. Người phát ngôn của nữ diễn viên phản hồi, tôi đoán là màn trình diễn của cô ấy xuất sắc và chân thực đến mức khán giả đã nhầm lẫn giữa phim ảnh và đời thực. Trong khi đó, một người bạn thân của nữ nghệ sĩ cũng một mực phủ nhận tin đồn, khẳng định nữ diễn viên là người vợ đảm, mẹ hiền.
Cô ấy là một diễn viên đam mê với công việc, nhưng cũng là người mẹ tuyệt vời trong mắt hai đứa trẻ. Bất cứ khi nào có thời gian, cô ấy đều đưa con đến trường, người này nhấn mạnh. Nữ diễn viên cũng được chồng ủng hộ theo cách rất đặc biệt. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết ông xã Lee Chang-sin không có thói quen xem các tác phẩm do vợ đóng. Thật sự gia đình tôi rất hiếm khi xem bất cứ bộ phim nào của tôi và tôi thấy thoải mái hơn với điều đó. Mỹ nhân dòng phim ngoại tình chia sẻ. Cô cũng nhấn mạnh, đặc biệt là phim Secret Love Affair, tác phẩm mà tôi vấp phải nhiều tranh cãi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu gia đình tôi, kể cả ông xã, không theo dõi tất cả những gì tôi thể hiện cho vai diễn của mình. Gia đình luôn ủng hộ tôi từ xa, thay vì coi phim tôi đóng và tôi thích như thế hơn. Nữ diễn viên thậm chí tiết lộ rằng chồng cô đã yêu cầu nữ diễn viên ngừng theo dõi mình trên Twitter. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy quá căng thẳng khi tôi theo dõi nhất cử nhất động của anh. Vì vậy, tôi đã ngừng theo dõi anh ấy trên mạng. Anh ấy làm việc riêng của anh ấy, tôi làm việc của tôi và điều đó thật tốt. Minh Tinh 53 tuổi chia sẻ về cách vợ chồng cô tôn trọng không gian riêng của nhau. Đây cũng là một trong những bí quyết khiến hôn nhân của bộ đôi quyền lực này bền chặt suốt hơn 20 năm qua. Bên cạnh một người chồng giỏi giang, thấu hiểu và luôn ủng hộ vợ, Kim Hye còn tự hào có hai người con trai ngoan ngoãn, ngày một trưởng thành. Theo Newsen, hai quý tử nhà Minh Tinh đình đám này được thừa hưởng điều kiện giáo dục tuyệt vời từ khi còn nhỏ. Năm 2009, vợ chồng nữ chính thế giới hôn nhân từng tạo biệt thự khủng tại đảo Jeju để tiện cho hai con trai theo học ngôi trường quốc tế danh tiếng tại đây. Vào thời điểm hơn 10 năm về trước, mức chi trả cho học phí của mỗi người con tại trường đã lên đến 35 triệu won một năm, hơn 667 triệu đồng. Hiện con trai lớn của nữ diễn viên đang du học tại Mỹ, còn cậu út đang học trung học ở quê nhà. Truyền thông xứ Hàn vẫn thường ca ngợi Kim Hye là bà mẹ siêu phàm bởi cô luôn biết cách cân bằng vai trò của một người mẹ, người vợ và một diễn viên. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ, cô thấy những công việc tuy có nhiều khó khăn, nhưng nhờ nhìn thấy con cái lớn lên mỗi ngày, cô có thêm niềm hạnh phúc, nguồn sức mạnh để tiếp tục cố gắng. Xuất hiện trong chương trình Mom Diary hồi năm ngoái, nữ diễn viên cho biết mình may mắn có sự đồng hành, đỡ đần từ ông xã. Không ngại diện cảnh nóng ở tuổi U60. Cùng với đời tư viên mãn, nhan sắc của Kim Hye vẫn là thứ khiến nhiều người ghen tị. Ở tuổi ngoài 50, sau phim Người vợ đáng thương vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút, đằm thắm, thân hình mảnh mai, gợi cảm và phong thái quý phái, thanh lịch. Thậm chí, nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi là người đàn bà mang vẻ đẹp bất diệt, không chỉ bởi nhan sắc rực rỡ, tươi trẻ hơn tuổi, mà còn nhờ vào khí chất bất phàm toát ra từ con người cô. Tiết lộ với tạp chí Cosmopolitan, Kim Hye cho biết cô luôn duy trì vóc dáng thon gọn và cân nặng 49kg, không tính thời gian mang thai và sinh con, suốt 30 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn với Stress Time, nữ diễn viên chia sẻ, trong suốt 10 năm qua, tôi đã đến phòng tập và tập luyện thể dục mỗi ngày. Tôi không tin vào chế độ ăn kiêng qua đêm vì nghĩ rằng mình cần có kế hoạch giữ dáng dài hạn và lành mạnh hơn. Minh Tinh sinh năm 1967 cũng tiếp tục. Tôi thích ăn nhiều món như bánh gạo cay, nhưng luôn kiềm chế bản thân để không ăn quá nhiều. Nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học, lành mạnh, Kim Hye vẫn giữ được vóc dáng mơ ước, giúp cô có thể đảm nhiệm được những thước phim nóng bỏng trên màn ảnh. Năm 13 tuổi, nữ diễn viên vẫn không ngại cởi trước ống kính và đóng cảnh thân mật với bạn diễn trẻ tuổi. Điều đó đã được thể hiện rõ ràng trong các tập phim đã qua của thế giới hôn nhân. Dù với cảnh nóng bên Park Hae-jun hay khoảnh khắc ân ái cùng Kim Jong-min, Minh Tinh U60 vẫn xử lý mượt mà. Những khung ảnh nóng bỏng của cô ở tuổi ngũ tuần không suôn sẻ, trần trụi như nhiều tác phẩm 19 cộng khác, mà thay vào đó là sự gợi cảm, tinh tế, toát lên từ một người đàn bà từng trải và pha xử lý sạch sẽ, văn minh đến từ một diễn viên dày dặn kinh nghiệm. Hơn 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, đam mê của Kim Hye chưa bao giờ nguội lạnh. Sau tất cả, cô vẫn dành tình yêu cháy bỏng cho phim ảnh. Tôi vẫn luôn nhận thức mình là một nữ diễn viên, điều đó là điều quan trọng nhất. Trong 10 năm hay 20 năm nữa, tôi mong mình vẫn có thể theo đuổi các vai diễn khác nhau. Tôi muốn diễn đến khi không còn sức lực để diễn nữa, Minh Tinh kỳ cựu này từng chia sẻ. 54 tuổi với 5 lần thắng Dae Sang, 3 lần lên ngôi nữ diễn viên xuất sắc tại Bé Sang danh giá, hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ và ghi dấu ấn với nửa tái hiện tượng trending màn ảnh nhỏ, Kim Hye xứng đáng được ca ngợi là một nữ hoàng của làng truyền hình xứ Kim Chi.